Mọi người ơi, hôm nay thì nghề tay trái xin chào mọi người. Phúc đang quay về nghề chạy xe ráp nha mọi người. Thì Phúc mới đi quay về, bây giờ đang ngồi trên xe một xe anh ráp. Thì anh ráp này anh vẫn trắng cái này rất là bảo vệ an toàn cho bác Tài và cả hành khách luôn. Em chích người chưa bác Tài? Dạ, 2 mũi rồi. 2 mũi rồi ha. Dạ. Em chạy ráp bao lâu rồi? Em chạy đây nữa cũng mấy năm rồi, chạy từ thời 2 bánh lên 4 bánh luôn. Ồ, từ 2 bánh lên 4 bánh luôn hả? Dạ. Mà có nghĩa là từ tức bắt đầu chạy ráp cho tới bây giờ luôn hay là tự chạy từ xe ngoài ráp? Dạ em chạy ráp á. Chạy ráp luôn hả? Lên 4 bánh rồi. Vậy là được 10 năm chưa? Chưa lên rồi. Ồ. Dạ. Nhưng mà thu nhập ổn định không? Trước dịch nha, anh đang nói trước dịch nha. À, trước dịch thì em chạy con 7 chỗ này thì nó cũng tương đối. Ờ. Nhưng mà sau dịch này thì thua rồi. Thua rồi hả? Dạ. Chạy kiếm cơm thôi chứ giờ với lại nuôi ngân hàng thôi chứ giờ gồng. Nuôi ngân hàng là sao? Có nghĩa là mình vẫn trả góp cho ngân hàng hả? Dạ đúng rồi, đa số anh em xe mà xe ngân hàng không. Có nghĩa là cái xe này em mua trả góp với ngân hàng. Dạ đúng rồi. Ủa như vậy thì đâu có còn tiền để trả lại cho công ty nữa. Công ty là ăn chia đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn chia bao nhiêu? 5 năm hả? À dạ không, nó lấy phần trăm của mình là trước dịch đó thì là hết luôn là 33 mấy. Ừ. Chết cha, vậy là bây giờ dịch nữa rồi vừa phải ngân hàng vừa phải ấy nữa thì hơi căng ha. Dạ. Nhưng mà nếu mà trước dịch thì cũng thoải mái đúng không? Thì đỡ hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, nhưng mà bây giờ cuối năm nè, mọi thứ nó cũng nói chung thôi, bây giờ mình cầu mong cho bình thường trở lại đi. Mình đang bình thường mới nè. Thì từ sáng giờ chạy được không? Dạ em mới ra chạy à. Mới chạy tối nay hả? Dạ không, ngày có chạy nhưng mà giống như là ban ngày nhường là cho mấy anh em 4 chỗ chạy chứ bây giờ 7 chỗ nó sẽ giống như là nó sẽ nhận giống như ưu tiên hơn. Ồ, coi như cho khách VIP á, đúng không? Khách ưu tiên giống như anh là khách giống như vàng đó, hội viên vàng của ráp. Mọi người biết ông Phúc thì Phúc chạy xe ráp cũng lâu rồi, nói chung là rất là nhiều cái thăng trầm biến cố mà Phúc thấy mấy anh ráp rất là dễ thương. Đi nhiều khi quên đồ quên đạt hay cái gì đó, nói chung là mấy bạn ráp á, cũng giúp anh dữ lắm, là anh cũng ra đầu tiên là anh đi ráp từ Hà Nội trước, xong sau đó anh về em đi Sài Gòn, em chuẩn bị em quẹo vô D5 nha. Thì cũng rất là ok. Nhưng mà bây giờ mà hình như anh nghe nói là số lượng ráp xe ráp là giảm đi đúng không? À dạ đúng rồi. Tại vì bây giờ đăng ký với lại sở giao thông vận tải á, nó cho bao nhiêu á, rồi phải gắn màng trắng này, rồi chích mũi là bao nhiêu mũi. Wow. Rồi mới cho. Em chích mấy mũi rồi? Dạ 2 mũi. Ờ 2 mũi cũng yên tâm. Là tụi em là cứ 7 ngày là test lần. Ồ, test là tự bỏ tiền test hay là công ty cho test? Dạ tự bỏ tiền. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ mong chúc cho tụi em được cố gắng lại. Tụi anh thì showbiz nghệ sĩ thì cũng te tua, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu cũng có show lại thì cũng đỡ, nhưng mà về mà tình hình thì bây giờ đó biến thể mới biết thì chưa biết làm sao, nhưng mà tạm thời bây giờ vẫn đi quay vẫn test thì mỗi ngày vẫn âm tính là thấy mừng rồi đó, thấy hạnh phúc rồi đó, chứ còn mà về 2 vạch là thôi lên đường là đi về luôn, không được quay nữa. Bây giờ ngày nào thậm chí đi quay là bị chọt mũi chọt họng rồi hoài à, rồi có khi mà căng là test PCR luôn. Ừ, ở đây đúng rồi đó, thì cái nghề tay trái cái clip tập này cho mọi người coi thì Phúc không chưa biết là phát vô lúc nào, để anh cũng đang làm cái nghề tay trái nhiều á, anh hỏi mọi người coi là giống như kiểu cái nghề tay trái thì nó có mưu sinh. Thì các em là nghề chính của em là lái xe rồi thì chính rồi, nhưng mà nếu mà anh mà chỉ anh muốn chạy ráp mà nói chạy nghề tay trái thì hơi căng ha, kiểu biết đường biết xá rồi các kiểu. Nhưng mà từ nãy từ lúc em chạy giờ là từ chiều hả hay là từ sáng? Từ chiều. Chiều giờ được thu nhập được bao nhiêu rồi? Dạ cuốc của anh là cuốc thứ 2 đó. Không, cuốc anh cũng nhiều nha, cuốc anh cũng đậm mà tại hơi đi từ Hồ Học Lãm về đây là cũng xa. Còn mấy cuốc trước thì là được đỡ không? Nói chung là nãy giờ được 1 triệu chưa? Dạ chưa, mới 2 cuốc mới có mấy. Cuốc của anh là 217 với lại cuốc kia là được 4 mấy. Không, anh là 217 nhưng mà anh bo luôn là đây là mọi người 250 luôn nè. Đó, gửi cho em thêm cái mãi, tại anh biết mấy bác Tài cũng khó khăn á. Chứ tại vì anh của anh ở bên nước ngoài cũng chạy xe công nghệ mà cũng taxi cũng gì thì cũng anh biết mà. Mà anh nói là nhiều khi đi mà bo cho bác Tài là cũng là rất là cảm ơn á, kiểu như quý á. Cho nên là anh nói là nếu mà đi xe ở đây mà Phúc hay đi xe thì Phúc nên bo cho bác Tài để cho giống như mình cảm ơn người ta đó. Mình vô được không? Em bóc còi đi, em vô được cái bên trong luôn. Rồi để nói thiệt thêm miếng nữa. Thêm dài em bóp còi cái em nói em trả khách cái ảnh dơ barrier lên. Có thể sẽ cho em một cái thẻ. Đúng rồi. Không biết là có lấy thẻ không? Dạ em thả khách cái anh ơi. Thả khách em cái là ra liền anh. Rồi, vô vô chung cư của Phúc rồi. Thì chúc cho bác Tài nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc thôi. Quay sau lưng vậy thôi, anh mắc anh trong kia là được rồi. Lỡ mà bồ của anh gặp bây giờ anh gặp cái mắt không. Cảm ơn em nha, anh đã có một cái buổi rồi em dừng đây được rồi để nói chuyện với em. Và hy vọng là thuận buồm xuôi gió nè, đâu đưa tiền đường nào nè. Có cái đường nào đây, nó có cái lỗ. À có cái lỗ đây luôn. Ô, đây nè. Cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn. Ừ. Thuận lợi nha, cổ lên nha. Cổ lên. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Giờ anh tối đắt khách nha. Rồi. Đó ra cái đường đó xong quẹo phải luôn. Rồi ok em. Rất là dễ thương, xe rồi xịn sạch sẽ ưng. Rồi còn đây là Phúc sau một ngày quay. Đây là quay một cái game bên Azet Studio, rất là vui. Và với chị Ngọc Liên thì Phúc sẽ post từ từ các tập. Có anh Minh Dũng, rồi có Nam Cường, có Nguyễn Văn Trung, có Kim Đào. Nói chung là rất nhiều nghệ sĩ. Bây giờ là sẽ đi lên lầu nha mọi người. Rồi mọi người nhớ like, share và subscribe kênh YouTube MC Dương Hồng Phúc với Nghề Tay Trái mọi người nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.